Có quà. Đố các bạn biết là ai tặng Vi món quà này. Điện máy xanh chứ ai nữa. Để xem là trong đây có gì nha. Wow. Ôi, cái nắng mắt. Trời ơi, rứa mặt. Trời ơi, 30 triệu cái máy lận ghê trời. Xịn dữ trời. Trời ơi. Xin chào các bạn, vậy là hết Tết rồi. Không biết là các bạn đã đi làm lại hết chưa ha. Mới đi làm lại thì Vi nghĩ là chắc các bạn cũng cần phải làm quen lại với nhiều thứ. Nhưng mà không sao, hết Tết thì tới lễ. Mọi người ơi, đừng có quên một dịp lễ rất là quan trọng với chị em phụ nữ chúng mình. Cũng là dịp để cánh đàn ông thể hiện tình yêu thương với những người phụ nữ mình yêu. Đó chính là ngày lễ 8 tháng 3, Quốc tế Phụ nữ. Vậy thì Điện Máy Xanh có gì để bạn chuẩn bị làm quà tặng cho những người phụ nữ bạn yêu? Thế thì hãy cùng xem đến hết video clip ngày hôm nay nha. Ban đầu chắc các bạn nghĩ là trời ơi, điện máy xanh thì có gì ngoài đồ gia dụng, rồi tivi, tủ lạnh, máy giặt, cùng lắm là mấy anh lạng qua thế giới di động rồi đổi đời giới yêu cho chị em mình thôi. Nhưng mà thật ra nha, điện máy xanh sẽ có thứ cho các chị em mình mê mẩn. Nó nằm ở mục điện gia dụng, để nói rõ hơn đó chính là thiết bị làm đẹp. Ứng dụng điện thoại thì mình tìm kiếm ở chỗ này nè. Vậy thì trong danh mục này, điện máy xanh có gì ha? Đương nhiên là máy móc nhưng mà liên quan đến làm đẹp nè. Đơn giản nhất là điện máy xanh có rất nhiều loại máy sấy tóc cho đến phức tạp như máy chăm sóc da chuyên sâu. Chiếm phần lớn là máy sấy nè, cho đến các loại máy chăm sóc da từ hàng ngày đến chuyên biệt. Ví dụ như là hàng ngày mình chăm sóc da thì mình sẽ sử dụng máy rửa mặt. Đến chăm sóc da chuyên biệt là mình sẽ có những máy như là massage mắt, máy đẩy tinh chất nâng cơ và máy hỗ trợ chăm sóc da bằng ánh sáng sinh học như trên tay Vi đang cầm đây. Mà cũng tùy theo công năng, chất liệu, công nghệ mà sẽ có rất là nhiều mức giá cho bạn lựa chọn. Bởi cái khó nó cái hay là dù hầu bao bạn như thế nào thì ít nhiều cũng sẽ tìm được món quà để dành tặng cho người phụ nữ bạn yêu. Mà chắc ăn là hàng chính hãng cho nên bạn cũng như là người nhận quà cũng sẽ yên tâm hơn rất là nhiều. Nhưng mà Vi chỉ muốn nói là nếu như các bạn muốn mua những máy làm đẹp này thì hãy tranh thủ đặt hàng ngay đi nha. Vì đây là những sản phẩm online only, tức là chỉ bán trên website thôi. Nếu như bạn đã chuẩn bị hầu bao tặng quà rồi thì hãy tranh thủ đặt hàng ngay đi nha. Đặt càng sớm thì tới lúc tặng quà cũng sẽ đỡ cập cập hơn rất là nhiều đó. Nhân đây thì Vi cũng có đôi lời nhắn gửi đến chị em phụ nữ cũng như là cánh mày râu. Riêng với những sản phẩm hỗ trợ làm đẹp thì mọi người nhớ lưu ý nguồn gốc xuất xứ cũng như là chắc chắn đây là hàng chính hãng nha. Bởi vì đây là những sản phẩm sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến da, dễ làm da xuống sắc và lão hóa lắm đó. Nhưng mà thật ra phụ nữ hiện đại thì không ngại tự mua quà như là Vi nè. Vi cũng sắm sẵn cho mình những cái em này để mà tự chăm sóc da rồi yêu nhan sắc của mình hơn, như là mua những cái máy này chẳng hạn. Còn bạn thì sao? Nếu như bạn là nam thì bạn có sẵn sàng mua những thiết bị làm đẹp này để dành tặng cho mẹ của mình, bạn gái của mình, bạn thân của mình chưa? Còn nếu như bạn là nữ thì bạn có sẵn sàng mua những món quà này để tặng bản thân của mình chứ? Và Vi hy vọng là qua vài phút giới thiệu về ngành hàng làm đẹp của Điện Máy Xanh thì bạn đã có thêm cho mình những sự lựa chọn trong ngày 8 tháng 3 Quốc tế Phụ nữ này rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nha. Bye bye.